Ngày 30 tháng 9, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng sở ban ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêu hủy 1,5 tấn ma túy các loại là vật chứng liên quan trong 50 vụ án hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản đã kiểm kê số lượng tang vật từ kho vật chứng để đảm bảo an toàn. Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cử xe chuyên dụng vận chuyển và làm nhiệm vụ bảo vệ việc vận chuyển ma túy từ kho vật chứng đến địa điểm tiêu hủy, có các thành viên hội đồng cùng theo xe đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho việc vận chuyển. Toàn bộ số ma túy được đưa vào trong lò để thiêu cháy. Việc tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật và không gây ô nhiễm môi trường. Trong số 50 vụ án, vụ Chang Weiji và Ye Jinwei đều quốc tịch Đài Loan đã bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh y án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng hơn 1,1 tấn. Ngoài ra, hơn 188 kg ma túy trong đường dây sản xuất, mua bán tàng trữ ma túy liên quan đến trùm ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc Miêu cũng bị tiêu hủy trong sáng nay.